Chào mọi người, em còn một con phát điện mới về. Này mới về, hàng mới về nha. Mới xuống công về. Xin đại qua nha, xin đại qua EIG 2005, này inverter nha. Inverter. Con này nó xài hai tần số nha, tầng 50Hz và 60Hz. Muốn xài 50Hz xài, 60Hz xài. Này hàng này chú dọn nha. Ông tắt đồ này kia, ổ cắm còn mới. Này, thông số nó đây. Rất là mới nha mọi người, cái này là bẩn thôi. Con này 2,5kg nha, 2,5kW. Điện 100V nha. Dây giật kìa, chất sáng. Con này dây giật mới lắm, lắp mới lắm. Máy là giật được nha, hàng này chưa dọn nha. Cái con này ấy, cái màu sơn nguyên bản của nó là màu hồng nha. Này là màu hồng như thế này nè. Còn mấy cái chỗ này là mấy thằng quỷ bên Nhật đấy, nó xịt sơn đỏ. Xịt sơn đỏ nó phủ hết. Đẹp lắm, nước sơn màu hồng của nó nhìn nó đẹp lắm. Nắp xăng inox. Rất là mới. Này giống như con xăng. Xăng còn đẹp đấy, em thấy con xăng luôn. Mình xăng còn đẹp nha. Này cái này chỉ qua là do tại mình không dùng, mình để cái gì thế đó, mình nhìn không quanh đó, rất là đẹp nha. Cái này không cần xúc bao giờ nữa, dùng ngon. Mình xem trân tinh chế này, đậu bò rồi đây, vệ sinh ra đẹp lắm. Chế nó đây zin hết nha mọi người. Bô, cái bô này nó giảm âm luôn này. Cao su chống rung này. Con này chạy thì nó khá là êm nha. Bô này, bô trên tinh rồi. Con này về có sao bắn dậy, em chưa dọn hết nha. Để cho anh em con này về tự dọn nha. Thì mấy cái con inverter này nó không có chuyển điện 220 được, anh em dùng qua ổn áp với biến áp nha. Đó, này 2,5kg dùng gia đình rất là ngon. Dùng mà dự phòng lúc cúp điện. Con này để cho anh chị 2,3 triệu nha. Con này để cho 2,3 triệu. Về có sao em bán vậy nha. Nói hàng bãi nha mọi người, chứ không phải là hàng dùng rồi đó. Hàng không phải là hàng Việt Nam bán ra rồi dục rồi đâu, thu lại đó. Này là hàng bả công mới về. Rồi 2,3 triệu nha, không bao ship nha. Làm cho mình.